Wow, đẹp quá em. Cảm ơn em nha. Dạ. Không có em tút lại nhà thì còn lâu nhà chị mới ăn Tết. Em cũng sửa soạn lại ăn Tết nha cô nương. Tết đến nơi rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Chị ăn Tết vui vẻ nha. Em chạy luôn ra nhà xe cho kịp. Em chào chị. Là đừng nói tôi ham làm mà quên bản thân chứ gì. Cả năm khó khăn mà nhận được hợp đồng tiền tươi. Cảm ơn Thành nhiều. Phụ ý chở hàng mà còn giúp ý nữa. Không có Thành ý không biết làm sao hết. Có gì đâu ý. Bạn bè quý nhau là những lúc khó khăn mà. Quà cho ý nè. Tém như được mở ra xem nha. Thôi ra xe đi. Thành chở ra bến. Không là trễ. Ừ. Em cũng sửa soạn lại ăn Tết nha cô nương. Tết đến nơi rồi đó. Tết vui vì ta có dịp làm mới không gian sống thêm rực rỡ. Tết càng vui hơn khi ta cũng dành thời gian làm đẹp chính mình, tự tin đón năm mới hanh thông, may mắn. Ê, gì ăn Tết hả con? Dạ. Cây kia là quyết định không bán hả chú ba? Cây dĩa để nhà Trường lấy lọc. Ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn nha. Dạ. Ba má ơi con về nè. Ê, nó về được kìa ông. Con bé này đi về không báo trước cho ba má biết gì hết á. Con đi về có mệt lắm không con? Con khỏe re à. Ba má mới mệt đó. 30 Tết rồi vẫn bán buôn. Chi cho cực vậy. Thôi mình nghỉ đi. Không có cực. Kiếm được đồng nào hay đồng đó mà. Bánh chưng đi con. Dạ bánh chưng nè. Dạ ông phụ mẹ bán cô. Dạ. Năm nay có lấy bánh tét không? Lấy luôn. Đây đây đây. Chả giò nóng hổi đây. Món này là con gái má thích nhất nè. Ăn cơm đi để má bới. Má. Gì đó con? Như mọi năm con mừng tuổi ba má nè. Năm nay tặng vàng nữa con. Giữ đi. Rồi còn làm ăn. Rồi lấy chồng nữa. Người ta nói quý như vàng mà ba má là quý nhất. Nên tặng vàng là hợp lý rồi. Với lại con toàn đi làm ăn xa không mà. Không có ở gần ba má được. Nên là má cứ giữ lấy nha. Giữ phòng hờ cho con yên tâm. Tết vui vì ta được quay quần bên gia đình, bên người trân quý. Tết càng vui hơn khi giữ cuộc đoàn viên. Ta trao thành ý và nhận về thật nhiều yêu thương, thấu hiểu. Bạn quý mới tặng vàng. Chúc ý năm mới sự nghiệp thành công như rồng bay lên nha. Năm này khó khăn nhưng năm sau sẽ khác. Mà nếu như kẹt quá thì cho con rồng này nó bay luôn cũng được. Đừng lo quá. Tết vui khi ta thêm gắn kết với các quan hệ bấy lâu. Tết càng vui hơn khi ta trở thành nguồn động viên cho những kết nối ấy thêm vững vàng, vượt thử thách, gặt thành công. Ý à? Ừ. Ý về nhà rồi. Cũng mở quà luôn rồi. Cảm ơn Thành nhiều nha. Mấy lúc khó khăn như vậy mà Thành vẫn luôn bên cạnh ý. Ừ. Nên là phải cố gắng. Chứ sao để quà quý của Thành bay luôn được. Đúng không? À, con. Mai năm nay nở đẹp ghê ba ha. À, con biết không, để có một ngày Tết á, mà bông hoa nảy lọc như vậy đó, thì cái thân cây này á, đòi hỏi phải tràn đầy sức sống. Rồi nó phải luôn mạnh mẽ. Nó vượt lên suốt một thời gian cả năm như vậy đó. Ừ, dạ. Cũng như con vậy. Ba biết con gái của ba rất mạnh mẽ. Ừ. Ba tin là con là cây bông đẹp nhất của ba. Và là cục vàng yêu quý của ba nữa. Thầy đã ba lì xì cho con. Để qua năm á, có cái để con lận lưng trong lúc khó khăn. Rồi cũng sớm về để ăn Tết với ba mẹ nữa. Thôi cắt đi để mẹ con thấy. Vì đây là quỷ đen của ba. Dạ cười lên cái nè. PNJ chúc bạn năm mới vui như Tết, quý như vàng.